Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong ngày hôm nay. Trung Quốc run sợ khi Mỹ tuyên bố sẽ tung một chiến lược tổng lực thiêu rụi 7 căn cứ quân sự của Bắc Kinh ở Biển Đông. Thưa quý vị, nhận thấy tình hình Biển Đông hết sức căng thẳng khi Trung Quốc vẫn không ngừng xây dựng các căn cứ quân sự ở ngoài Biển Đông thuộc một phần của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Gần đây nhất, chính phủ của Trung Quốc còn ngang ngược cho rằng việc mở rộng, cải tạo trên các quần đảo, các bãi đá tại Biển Đông của họ là hoàn toàn hợp lý và không vi phạm đến luật pháp của quốc tế, cũng như vi phạm đến Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc vì Trung Quốc cố tình và bất chấp tất cả để quân sự hóa trên các đảo nhân tạo mà phía Trung Quốc đang cho xây dựng trái phép. Chính quyền Tổng thống ông Joe Biden đã quyết định tung một chiến lược tổng lực nhằm thiêu rụi 7 căn cứ quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông. Thưa quý vị, theo chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc John Aquilino đã cảnh báo về sức mạnh quân sự đang lên của Trung Quốc và cho biết nước này đã xây dựng xong 7 căn cứ quân sự mới trên Biển Đông. Đô đốc John Aquilino nói trong một phiên điều trần trước Ủy ban Quốc vụ Hạ viện Mỹ như sau: Trung Quốc muốn áp đặt chủ quyền đã rồi lên các khu vực tranh chấp trên biển bằng việc đẩy mạnh quân sự hóa các căn cứ trên đảo nhân tạo. Và ông cho biết 7 cơ sở mới quân sự của Trung Quốc đã cho xây xong các nhà chứa máy bay, nơi đồn trú lính, cơ sở đặt radar, tên lửa, vũ khí và các đường băng, cũng như sân bay để chứa máy bay chiến đấu. Chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương nói rằng, ông nhận định các tuyên bố chủ quyền hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông là hành động có tổ chức, có phương pháp, có chiến lược, sử dụng sức mạnh kinh tế cũng như quân sự để làm xói mòn trật tự thế giới ở Biển Đông. Và cũng theo ông, sức mạnh quân sự của Trung Quốc đang lớn mạnh với tốc độ nhanh chóng, đến nỗi Trung Quốc sẽ sớm thách thức Mỹ trên mọi lĩnh vực. Ông John Aquilino có nói rằng, các căn cứ quân sự của phía Trung Quốc là do đi ăn cướp tại các nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là đi xâm chiếm được vùng lãnh thổ, lãnh hải của phía Việt Nam ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Phía Trung Quốc đang cho xây dựng trái phép để thị uy sức mạnh nhằm răn đe tới các nước trong khu vực Đông Nam Á, ngoài ra còn chứng tỏ sức mạnh của mình trên Biển Đông và cũng tuyên bố với cả các nước lớn trên thế giới rằng Trung Quốc đã độc chiếm gần như trọn vẹn Biển Đông. Trước sự hung hăng, ngang ngược cũng như vô lý của phía Trung Quốc ngoài Biển Đông, chính quyền Tổng thống ông Joe Biden đã tung ra một chiến lược tổng lực để thiêu trụi 7 căn cứ quân sự của Trung Quốc ngoài Biển Đông, nhằm cho Trung Quốc không độc chiếm được Biển Đông và trả lại Biển Đông cho thế giới. Theo tiết lộ của một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, Hoa Kỳ đang giáo diết lên một kịch bản, lên một kế hoạch chặt chẽ để điều toàn bộ tàu sân bay, tàu khu trục, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, lính thủy đánh bộ và tên lửa tiến vào Biển Đông để thiêu trụi 7 căn cứ quân sự của phía Trung Quốc. Theo tờ báo nổi tiếng của Mỹ có tên là New York Times cho biết, thì Trung Quốc đã tuyên bố phần lớn chủ quyền cũng như diện tích trên Biển Đông dựa trên con đường 9 đoạn, hay còn gọi là đường lưỡi bò, mà phía Trung Quốc tự vẽ ra và tự thừa nhận. Mỹ đã chỉ trích việc Trung Quốc bồi lấp một số đảo và xây dựng các cơ sở quân sự do lo ngại mở rộng phạm vi chiến lược của Bắc Kinh trên mặt trận Biển Đông và các đảo nhân tạo của phía Trung Quốc, làm hạn chế đi tự do hàng hải ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương Đô đốc John Aquilino đã được Tổng thống Joe Biden khen ngợi và ủng hộ khi ông liên tục có những phản ứng mạnh mẽ và phát biểu cứng rắn trước sự xâm hại của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Và trong thời gian sắp tới, Mỹ sẽ lên kế hoạch để phá tan 7 căn cứ quân sự của phía Trung Quốc đang cho xây dựng bành trướng, trái phép và vô lý ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, Bộ trưởng Hải quân của Mỹ, ông Thomas Walker, đã kêu gọi Washington cần phải dốc toàn bộ lực lượng kết hợp với mọi bộ ngành của chính phủ để đối phó thách thức từ phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Phát biểu tại Viện Brookings ở thủ đô Washington, Bộ trưởng Hải quân của Mỹ, ông Thomas Walker đã phân tích hết sức rõ ràng chiến lược mà phía Trung Quốc đang triển khai trong lúc mưu đồ thách thức Mỹ và các nước trên toàn thế giới, trên bình diện toàn cầu. Theo ông, Trung Quốc áp dụng cách tiếp cận tổng lực, phối hợp kín kẽ và xuyên suốt trong lĩnh vực công và tư để đua tranh với cả Mỹ và các nước lớn trên thế giới. Vì thế, ông cho rằng đã đến lúc Washington phải có những cái đáp trả mạnh mẽ. Theo đó,
phải viện sức mạnh của toàn bộ chính phủ để đánh bay Trung Quốc ra khỏi Biển Đông. Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ cần phải phối hợp với các cơ quan khác của chính quyền, trong đó có Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp. Và đây cũng là cách tiếp cận đang được chính quyền Mỹ triển khai trong thời gian gần đây, trong bối cảnh hai nước đang đối đầu trên các mặt trận như thương mại, công nghiệp và ngoại giao. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hải quân của Mỹ cũng nêu bật sự cấp thiết buộc các lực lượng vũ trang của nước này phải sát cánh với các đồng minh của Mỹ tại châu Á. Chúng ta càng mạnh hơn khi thực hiện được sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thủy quân lục chiến, các liên quân như các đồng minh và các đối tác tại khu vực châu Á để đánh bay Trung Quốc. Một minh chứng gần đây nhất về cách tiếp cận trên của Lầu Năm Góc là sự quay trở lại của nhóm tàu tác chiến sân bay USS Ronald Reagan tại khu vực gồm hàng không mẫu hạm với 7.500 quân lính, 60-70 máy bay chiến đấu và ít nhất là 2 tàu khu trục, 2 tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lần lượt tới Philippines và Singapore để thụy uy Trung Quốc, cũng như gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng Trung Quốc chớ có làm điều gì dại dột trên Biển Đông, nếu không thì Mỹ sẽ san phẳng tất cả đảo nhân tạo của phía Trung Quốc. Được biết, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan hồi đầu tháng cũng đã phối hợp với nhóm tàu đổ bộ Buxer thực hiện chiến dịch an ninh ở Biển Đông và ủng hộ tự do lưu thông hàng hải. Bộ trưởng Hải quân của Mỹ cho rằng, chúng tôi cần phải kết hợp với các đồng minh cũng như các đối tác ở châu Á Thái Bình Dương để đánh bay Trung Quốc. Chúng tôi bao quát toàn bộ châu Á Thái Bình Dương, chúng tôi quan tâm đến New Zealand, Úc, cũng như những gì mà chúng tôi đang làm với cả Hàn Quốc và các cuộc diễn tập truyền thống với Nhật Bản. Và ông nói rằng đây là những quốc gia dẫn đầu đóng vai trò không thể thiếu trong cuộc chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc. Và ông nhấn mạnh rằng chúng ta phải làm nhanh và gấp những điều đó thì mới đánh bay Trung Quốc ra khỏi Biển Đông được. Nếu không, phía Trung Quốc còn bành trướng dài hạn ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, các cơ quan chức năng của Mỹ yêu cầu phía Trung Quốc ngừng quân sự hóa khu vực Biển Đông đang có tranh chấp trong một cuộc họp báo ngoại giao cấp cao. Trong lúc đó, phía Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng điều tàu chiến và máy bay quân sự tới gần các hòn đảo và bãi đá mà nước này tuyên bố chủ quyền. Ngoại trưởng Mỹ ông Blinken chỉ trích phía Trung Quốc vẫn tiếp tục cho xây dựng căn cứ quân sự trên các hòn đảo nhân tạo và bãi đá ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc khẳng định nước này có chủ quyền hoàn toàn sai trái và vô căn cứ. Theo ông Dương Khiết Trì, cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người có kinh nghiệm xây dựng chính sách đối ngoại của Bắc Kinh nói, Trung Quốc đã cam kết không đối đầu, nhưng Bắc Kinh có quyền xây dựng các cơ sở quốc phòng cần thiết ở nơi mà Trung Quốc coi là lãnh thổ, lãnh hải của họ. Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin nói rằng các yêu cầu này của Trung Quốc không được Washington để ý tới và khẳng định Mỹ sẽ hành động theo luật pháp quốc tế để bảo vệ khả năng tiếp cận tới Biển Đông của Mỹ cũng như các đồng minh khác. Và Mỹ sẽ không cho phép Trung Quốc xây dựng trái phép các đảo nhân tạo ở ngoài Biển Đông và Mỹ sẽ bắt phải săn phẳng các đảo này. Ngay sau đó, phía Trung Quốc cam kết sẽ cho hòa bình và phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương. Họ nói chúng tôi tôn trọng lợi ích của Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời chúng tôi trông đợi Hoa Kỳ tôn trọng lợi ích an ninh của Trung Quốc ở Biển Đông, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Trung Quốc. Trung Quốc đã tiến hành xây dựng trên các đảo và các bãi đá của chúng tôi. Hầu hết chúng tôi là căn cứ dân sự, mục đích để phục vụ lợi ích của người dân của Trung Quốc cũng là để mang lại điều tốt cho những nước khác. Đồng thời, điều cần thiết cho Trung Quốc là xây dựng các cơ sở an ninh nhất định đáp lại các mối đe dọa tiềm năng ở bên ngoài. Chúng tôi tin rằng không một quốc gia nào có thể lấy cớ để tiến hành quân sự hóa ở khu vực này. Theo một ý kiến của một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, nói chuyện với Trung Quốc thì không cần phải nói nhiều, mà phải hành động mạnh tay luôn và gấp thì phía Trung Quốc họ mới sợ. Thưa quý vị, tưởng chừng con tàu khảo sát địa chất hải dương 10 của phía Trung Quốc đã rút ra khỏi bãi Tư Chính và trả lại Biển Đông một cách êm đềm như nó đã vốn từng có. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tình hình Biển Đông vẫn còn rất phức tạp, khó lường và trong tương lai sẽ rất khó đoán được phía Trung Quốc sẽ hành động như thế nào. Các diễn biến liên quan tới Biển Đông chúng tôi sẽ thu thập và gửi cho quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Còn chương trình hôm nay chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông báo để theo dõi những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh tin mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.